Câu 11: Biết ta mà không hiểu ta, là phỉ báng ta. Ý câu này Đức Phật muốn nói nên điều gì ạ? Đức Phật ông nói ta dạy ông giác ngộ thoát mà ông không hiểu. Ông đi cúng không, ông chửi ông. tưởng ông Phật là các biểu các cái chùa đi cúng. Ông nói ta các cái chùa để giác ngộ giải thoát. Thì mình trước khi mắc các cái chùa mình phải đi xin là mình phải ghi trước chùa và giác ngộ giải thoát thì nó không lầm. Mà để cái chùa không rồi bắt đầu cái cúng cái thành ra chùa cúng rồi chùa tụng thành chùa cúng. Muốn các cái chùa tiêu chí của mình là gì? Giác ngộ giải thoát, biết thì đi các không biết thôi. Trước khi bỏ nhà gia đình đi vô nhà chùa là nhà của Như Lai. Như Lai là cái gì? Là cái nhà đó không đến không đi, không có động. Nhà đó là nhà thanh tịnh không động. Thanh tịnh là cái gì? Là nhà của Như Lai. Chữ thanh tịnh là mình làm sao mình biến cái nhà Như Lai thành nhà thanh tịnh. Thanh tịnh tự nhiên là chứ không phải thanh tịnh A-la-hán. Thì đi tu mới đúng được. Tuyệt khó nhất là mình ở nhà mình nghèo quá đi, cái tôi cạo cái đầu mua bộ đồ ao 150 vô các cái chùa vận động cúng tiền chết trở thành ông triệu phú liền 5 phút sau. 5 phút sau thành ông triệu phú liền, ai không thích, nó chết là vô bị cái nhân quả liền. Nó mình bỏ cái ý định đó đi, có nghĩa là trong cái chùa tây đi nè, nếu định muốn tu xuất gia thì vào nhà Như Lai phải tìm lại được chân thật của chính mình. Chân thật của mình là cái gì là mới đi tu được. Còn đừng có đi vô nhà Như Lai mà tìm tiền, tìm danh lợi địa vị thua là nhân quả nó quật chết luôn. Mà điển hình tất cả những người mà tu lâu năm tại sao không đi được là vì cái bị cái nhân quả sai. Tu đạo Phật tự làm mà ăn. Ngày xưa vua Giả Tắc Thiên bất cứ người nào có tu người ta cấp đất cho tự mà sống mà ăn chứ không có đi xin ai hết đó. Rồi bây giờ nghe nó các chùa lời quá, đi vay tiền các cạo cái đầu bao nhiêu đâu, cạo đầu 15.000, cái áo 150, quần áo 150 xong biến trở thành gì, ta là sư rồi. Rồi sao sư mà không biết sư, rồi đi lừa người ta, lừa người ta sao đi đâu? Thì một là hai vô rừng, hai xuống 18 tầng, nó muốn đi đâu đi. Nhiều ông thầy đi giảng đạo năm này tháng kia hỏi gì giác ngộ không biết. Trời, đạo Phật đạo giác ngộ, hỏi giác ngộ gì không biết. Rồi sao? Hỏi thầy tu để làm gì? Không biết tu làm gì. Thế thôi, thế gọi là thầy mù rồi. Đó, mình phải hiểu. Bây giờ Thiền Tông ra là tụi nó đánh bốc luôn. Đạo Phật là đạo giác ngộ, không giác ngộ đừng tu. Đạo Phật là đạo giải thoát, không biết giải thoát đừng có tu. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại, không biết tinh hoa nhân loại đừng tu. Thà đi tu đạo khác đi. Đạo thần, đạo trời, đạo thánh gì đi. Muốn tu gì tu. Đạo Phật, chú Phật là trùm khắp mọi nơi mà. Thì trùm khắp mọi nơi là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật của mình nó phải theo mình suốt đời thì mới gọi là tu đạo Phật. Chứ đạo Phật không có thể là cầu nó cúng tụng lại lục cầu xin sám hối, xin sám bối quẻ, dẹp hết đó đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo thật là đạo mù. Đạo mù thì nó đúng là ông Phật cũng có dạy rồi, năm pháp môn cũng dạy mấy ngàn năm rồi. Bây giờ 2017 mới cho công bố cái đạo sáng mắt ra bằng một buổi lễ rất rõ ràng, có chính quyền giáo hội chứng minh rằng đạo sáng mắt được khai mở ngày 14 tháng 5 2017, gọi là đạo giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết giải thoát đi ra quy luật này, ta làm rất bài bản, nghe không? Mình phải hiểu đạo Phật nó là vậy chứ không phải đạo Phật mà chuyện ngồi đó mà gõ mỏ lóc cốc lên cái ăn trời ấy. Mình làm nó chứ ông Phật ông trí tuệ. Bây giờ mình suy nghĩ không, Trần Nhân Tông làm vua sướng quá, không lẽ lên trên núi Yên Tử gõ gõ cái gì trời. Mình phải hiểu lấy danh dự lợi cho mấy ông tổ chứ. Ông tổ mang cái dòng thiền tông đi mấy ngàn năm gian khổ, người ta 2561 năm từ khi Đức Phật để công bố ra dưới sự chứng kiến của chính quyền và giáo hội cũng như dân dân chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Thông tấn báo chí truyền hình này cái đó chứ đâu phải nói chuyện nhỏ đâu. Mà bây giờ nghe tới giác ngộ chửi chửi nát cái chùa tăng chuyện đi. Rồi sao giờ? Giờ chửi chửi chứ tôi biết công bố này ra là chửi tán nát luôn, tôi biết trước sao không biết. Vì tôi biết trước mà cái chùa tôi 4.000 thước vuông tôi để 210.000 210 thước vuông thôi là trong vòng này thôi, tôi ngu thì để ngoài. Nếu đi ngoài nó dùng áp lực nó lấy cái chùa này thì lấy cho lấy,
Nếu mà tôi thất thủ thì tôi vô đây tôi còn thủ bên ngoài được. Tại tôi tính hết chứ mà chuyện mấy ngày, mấy chục năm tôi tính hết con đường tới đường lui. Khi công bố này khủng khiếp lắm chứ đâu phải giờ công bố nó xóa mà nó xóa toàn bộ những cái mê tín gì đó mà giờ đây hoàn toàn mê tín hết làm sao đây? Rồi hỏi tiếp đi. Những người tu theo đạo Phật xuất gia với mục đích gì ạ? À? Bây giờ mình phải hiểu cái này nè, bởi vì nó cái này nó rất tế nhị. Mình ở trong thế giới thế gia đình gọi là nhà thế tục, phải nó có đầy đủ lễ nghi trong này. Là thứ nhất có làm phải có ăn, kẹt ở chỗ này. Xuất gia đi ra khỏi nhà, người ta quan niệm sai ngày xưa đó. Cái người mà xuất gia người phải giàu chứ không có nghèo. Có nghĩa là tu đủ sức, tôi đi tu, tôi có tài sản tôi ăn. Đó là người xuất gia ngày xưa. Còn người xuất gia ngày nay nó sai. Xuất gia ngày nay cạo đầu mặc áo vô, bắt đầu lấy tiền cúng, chết là chết cái chỗ rồi tiền cúng người ta. Cúng rồi. Cúng cái bản thân của mình rồi còn cúng luôn cái chỗ mình ở nữa, rồi cúng luôn chuông mỏ nữa, rồi chứ đủ thứ, chết là chết, chết gì cái nhân quả này. Có nghĩa là xuất gia ra khỏi nhà thế tục vô nhà Như Lai, vô nhà là tôi phải tự động tôi làm được. Ví dụ bây giờ tôi có 1 tỷ đây, ở nhà tôi kinh doanh không lời, tôi bỏ số tiền này nè, tôi vô chùa tôi ở cho ít ăn lại chút, tôi bỏ 100 triệu thôi, tôi cắt cái nơi tôi ở, cơ sở thôi, 900 này tôi làm bằng cách gì, tôi có tiền tôi đưa vô này. Và người đó tu rất chân chánh. Mà mục đích tu để làm gì? Giác ngộ giải thoát. Phải tìm được 2 cái này. Còn nếu không tìm được cái này đừng có làm. Vì vô mà thầy tu rồi nó không còn sử dụng cái nhân quả của cái người thế gian nữa, mà nó sử dụng cái nhân quả của cái người tu theo đạo của Như Lai. Mục đích anh tu giác ngộ mà anh không tới được giác ngộ thì anh phải có 2 con đường đi. Một, xuống cái hầm 18 tầng địa ngục, 2 vô rừng đó. Người tu phải hiểu cái này. Anh có dám không? Dám xuất gia thì phải xuất bằng cái này. Chứ không phải vô nó ngồi đó rồi nó lập 2-3 tiếng mỏ rồi bắt người ta cúng tiền anh chết. Tạo nhân quả mà, tạo nhân quả khủng khiếp lắm chứ. Mà bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cái này nó rõ ràng đó. Chứ không phải ấy đâu. Mình tu là cho mình, giải thoát là cho mình. Chứ đâu có bắt, có đâu giải thoát cho người ta đâu. Giải thoát người ta bắt người ta cúng tiền. Nhưng mà có cái trường hợp này, cái người tu nó có được ba con đường đi. Cái người tu mà giác ngộ giải thoát á, giúp người ta, khi mình xây cơ sở gì, người ta giúp được. Có nghĩa là giống như mình làm một thầy giáo á, mình dạy học, người ta trả tiền mình được. Chứ mình không phải làm thầy giáo mà người ta trả tiền mình không được. Anh có làm gì giúp cho tôi đâu mà tôi giúp cho anh, phải không? Nó gieo cái nhân quả xấu. Có nghĩa là tôi làm thầy giáo, tôi giúp người ta giác ngộ giải thoát là cúng được. Nhưng mà nên nhớ là mình cũng lấy đủ ăn thôi. Còn nếu mà nhu cầu thì anh cơ sở, thứ nhất là cái cơ sở mà giải giác ngộ giải thoát người ta làm cái gì, biểu tượng gì đó, giúp cái đó được. Vì cái đó để lưu lại mà, lưu lại để tạo cái công đức. Còn tất cả như chùa vật lý nè, chùa cúng tụng cầu xin, lấy là chết liền. Chùa, nói đúng là các chùa nó có 4 cái loại cắt chứ không phải là có 1 đâu. Một cái loại cắt mà để giúp người ta giác ngộ giải thoát là anh vô, anh cúng rồi nó có công đức đó. Còn giúp người ta giảng sanh anh có phước đức. Còn giúp người ta làm từ thiện là anh có phước đức âm. Còn các cái chùa mà xin xăm bói quẻ đó thì người ta đi xuống 18 tầng anh đi theo người ta đó. Anh càng cúng càng nhiều càng tốt, xuống 18. Có nghĩa là anh càng cúng càng nhiều thì cái tầng 18 đợi anh, thì anh với ông thầy đi theo, hay ông thầy trò đi với nhau. Chứ đừng nói tôi cắt cái chùa cho to, tôi có phước còn lâu. Phước to là anh phải giảng sanh, phước âm là làm từ thiện, kiếp sau lại làm giàu. Còn kiếp sau xuống dưới 18, cái nhà lầu mà nó cắt, thay vì nó cắt trên trời nó không cắt, nó cắt xuống á, nó đào hầm nó cắt á, thì xuống cái nhà lầu đó ở, nhà lầu 18 tầng ở dưới đất á. Mình hiểu cái nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 8, gia đình con luôn lúc nào cũng cầu khẩn việc này việc nọ. Không biết cầu khẩn như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật không ạ? Nếu mà cầu cho cô hồn thì đúng, mà Thiền Tông không đúng. Bởi vì tôi nói là thế giới này là thế giới ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ súc sanh, bây giờ cầu ai? Cầu ông A Di Đà chăng?
Nó nói tao đâu có ở dưới này đâu, mà tao đâu có gì đâu, tụi bay cầu tao. Muốn gì lên trên này, tao dạy cho giác ngộ giải thoát. Không lên thôi, chứ cầu gì, ông Thích Ca nó tao dạy. Dạy năm pháp môn tu muốn đi đâu đi, là muốn giác ngộ giải thoát thì tu. Chứ cầu cái gì? Cầu tất nhiên là mình bắt đầu mình cầu là có người chứng cho mình rồi đó, là cô hồn đó, nó hiện ra nó chứng cho mình đó. Có nghĩa là mình lập cơ sở cầu, cô hồn nhào vô liền. Vì thế mà các chùa tại sao không thờ Phật mà thờ kêu ông cô hồn vô, kêu thần vô. Cầu mà, thể cầu là có. Nhưng mà đều nên nhớ rằng trái đất này, ngũ thú tục cư nắm được căn bản này, thần không có không làm chuyện này. Cô hồn muốn cầu nó ờ ta là Ngọc Hoàng nè, ta là Thượng Đế nè, tao đứng bề trên, nó nói gì nói cả, cô hồn mà. Đó, mình phải hiểu cái này. Ở trái đất ngày cầu là dính vô á, dính vô cô hồn mà. Mình thì nói cô hồn, chứ nó không phải nói cô hồn, nó tôi là thánh. Tự nó xưng luôn á. Mình thì biết là cái đẳng cấp nó là cô hồn, mà nó hỏi mày ông là gì, tôi là thánh, rồi xong. Rồi mình tính tin sâu chuyện của mình, ủa cầu tôi thì tôi nói vậy thôi. Phải hiểu cái thế giới này, Thiền Tông mới dám nói cái này, còn ngoài ra không ai dám nói này. Tôi nói thiệt, bây giờ Thiền Tông mới dám nói. Tại sao dám nói? Là căn cứ vào ngũ thú tập cư, mà trong quyền ký đã nói rất rõ ràng. Căn cứ về tam giới, quyền ký đã nói là tam giới, giới nào ở riêng thế giới này. Thế giới loài người thì nói chuyện với loài người, chứ không thể mà xuống quy biển sống với con cá được. Không thể lên Ngọc Hoàng nó được, không thể lên nước Tịnh Độ nó được. Thế giới nào phải ra thế đấy. Nha. Cô hồn thì ăn nói chuyện với cô hồn. Sở dĩ mà cô hồn nó nhập được mình là vậy, cái đẳng cấp nó sát bên mình là mình ham muốn nó, thì nó mới nhập vô. Chứ nếu mà mình không cầu nó làm sao nó nhập. Tất cả thì kiểm đi mấy cái người mà gọi là bị dông nhập sát hoàn toàn cúng hết, mê tín gì đó nó mới nhập vô. Mới ngủ 6 sáng chịu ngủ 4 giờ thức dậy đi cầu nó, rồi giờ đó là linh của nó, cầu nó nhào vô liền. Hỏi giờ cậu gì, tôi là thánh gì đó, rồi xong rồi. Cô hồn mà nó xưng thánh rồi thôi mà chịu thua rồi. Rồi nó làm cho 1-2 cái hiện tượng lạ, rồi phát rồi đem cúng, mua bò heo cúng mới chết. Là tự mình rước nó vô, chứ nó đâu có ham muốn đâu. Mà cái đẳng cấp đó là thỏa mãn những người mê tín. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nói là cái, để mà xóa cái mê tín này, những cái mà linh thiêng quyền bí là do của hồn, chứ không có ai. Ông Phật không có làm, không lẽ ăn no làm chuyện này. Ông Phật xóa mê tín mà không lẽ ông Phật làm chuyện mê tín. Ông Phật đâu ở đây mà cúng. Mình nên nhớ rồi, còn mình thì thôi, nấu xào nấu nướng còn ngon lành mà đem ra ăn liền cho nó nóng, còn cúng cái gì. Cúng thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà thấy cô hồn lang thang quá thì thôi, đem ra cúng cho nó ăn đi. Nhưng mà nên ăn rồi thôi, bỏ đi, chứ đừng có ăn. Đó mình thương người ta, mình cúng rồi mà còn lấy lại ăn nữa thì chết rồi. Mình đâu có trí tuệ đâu. À, rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, tâm linh là gì ạ? Tâm linh thì nói về chuyện linh thiêng. Mà nói linh thiêng bây giờ giải thích ra là cô hồn. Có người không làm linh thiêng được, mà ông thần không làm linh thiêng. Nó thẳng là mình tin tưởng về cái linh thiêng quyền bí do cô hồn làm. Đó, thì ông nói thẳng ra luôn á. Chứ không, ông Phật không làm, mà ông thần không làm. Mà con người mình là cái công cụ làm sao làm được. Phải nói cho rõ vậy. Con trâu con bò không làm được. Ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ đầu tiên lập ra đạo để hù. Thứ hai, ổng có cái thần thông, ổng thực thi nhân quả. Rồi mình tưởng đâu ổng có linh thiêng, chứ không phải. Cái đó là hiện tượng thực thi nhân quả, thì nó sẽ làm xáo trộn. Còn linh thiêng quyền bí cô hồn, mà nó đổi danh tôi là thánh, nó thẳng luôn đó. Cô hồn nó xưng là thánh, cũng như đó, nó tên gì xấu quá, nó ra đường, nó đặt tên tốt vậy thôi, chứ sự thật má nó gọi tên khác, má nó gọi tên gì đó, nó đặt tên thằng heo, cái bắt đầu nó không để chữ heo, nó sửa lại chữ thánh, chữ tèo, chữ gì cho đẹp thôi, chứ sự thật má nó biết, má nó mày tên heo, tao đặt mày tên heo, nó ra đường nó xấu quá, nó thôi, tự đặt tên gì cho nó đẹp chứ, có vậy thôi. Thành ra mới có cái vụ mà thay danh đổi họ vậy thôi.
Nhưng mà sự thật cái bản chất của Phật nói là thần người ngạ quỷ, nó là ngạ quỷ, không thể ra đường nó tu ngạ quỷ. Thành ra nó sao tu thánh vậy thôi. Thiền tông ra đời nói để cho người ta hiểu hết rằng nó là vậy đó. Thành ra bây giờ thì nói thẳng ra, còn nếu mà ai không đồng ý là đây hết. Đây, đấu chất tôi. Mà đấu chất tôi lấy bằng căn bản đạo Phật, mà cái này sách đã được xuất bản rồi. Trong quyền ký Đức Phật đã nói là ngũ thú thập cư. Không có thánh, không có danh từ thánh trong này. Mà có thần người ngạo quỷ thôi. Vô dòng tộc gọi là hương hồn hoặc hương linh ra ngoài, cô hồn các đảng. Trung gian là quỷ rồi ngạo quỷ. Có vậy thôi, chứ giờ bị nói sao vậy? Bởi vì là cô hồn các đảng nó được quen. Bây giờ mấy cái người mà gọi đi lừa người ta, có khi nào tôi lừa không? Tôi xin tôi lừa. Tôi là cán bộ nhà nước, nên cán bộ không? Nó đi lừa người ta không phải nó vậy. Chừng nào đổ bể sẽ hay. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.